Chào mọi người, hôm nay mình nghỉ mà mấy giang hồ đặt mấy cái mặt nay trong người hơi mệt nên nghỉ một buổi anh em ơi. Thì nãy mấy mấy đại ca lại kêu mình remap cho Barrio và nồi với làm bộ mạch cho mấy cái đèn đèn mà trắng vàng nè anh em, sử dụng tắt tắt mở trên nút đề cho Vario 2018 hay 19 ha. Vừa pha vừa code ha. Thì mình test cho anh em tham khảo, thì mình test sơ xong rồi mình quay về những cái mặt hàng như thế nào, câu như thế nào, anh em đam mê thì thích thì cứ nhìn vào mà làm ha. Nhưng mà cái môn này thì cũng khuyên anh em là cái môn này nó hơi hại não tí xíu. Đó, nó hơi hại não tí xíu tại vì mặt á thì mình không có mua kêu người ta lập trình trên một bo mà ra hai kinh. Đó nên là mình chỉ có lắp ráp mạch lại thôi, tại nhà có mạch nào thì mình giục mình mạch đó ha, giờ để test cho anh em xem cái tính năng nó như thế nào. Rồi thì á, cái này là Vario 2018 2019 thì nó không có gắn nút vaccine SH được nha anh em, nên là phải mượn qua nút đề đó, phải mượn qua nút đề để mình tắt mở đèn, vừa pha vừa code vừa để là dùng nút đề. Khi mà mọi người đề máy, khi mọi người đề máy thì cái đèn nó sẽ không bao giờ có hiện tượng đá đèn nha, nó tránh cho cái sự khó chịu. Thì bây giờ không nói dài dòng, test trước rồi hồi mình sẽ nói lại sau. Rồi thí dụ bây giờ cái nút đề trên Vario 2018 2019 mình không thể nào gắn nút vaccine SH được nên mình phải mượn nút đề để mình đề. Thì bây giờ mình sẽ test trước ha. Khi anh em đề máy, giờ mình nói là mình đề máy là đèn nó không đá rồi ha, anh em phải câu thêm gờ le để đề máy lên, cái đèn này nó không được đá. Rồi bây giờ mình nhắn nút đề đây. Thì ngày mai mình sẽ like cái chiếc xe Vario 2018. Mình mới vừa làm nồi mở tua rồi nhưng mà làm mạch không kịp. Ngày mai mình sẽ like, mình quay cho anh em xem, mình câu trên xe luôn. Rồi bây giờ mình sẽ test nè, nhấn một chạm ha. Nhấn một chạm là đèn đây anh em ha, đèn này nói chung cũng để mình tắt cái đã. Đây anh em xem đèn ha. Đèn gì không biết, nói chung giang hồ nói chịu chịu mấy diện cặp á mình cũng chả biết luôn. Đó. Rồi bây giờ để mình quay đây cho nó rõ cái đã. Anh em tham khảo hồi mình quay những cái cách làm cho anh em vô câu ha. Rồi bây giờ mình nhấn nút đề một cái thì sẽ sáng đèn trắng, đúng không ạ? Khi mình nhấn giữ đèn trắng và đèn vàng nó đá, đúng không anh em? Bây giờ mình muốn sáng luôn đèn vàng thì như thế nào? Mình muốn sáng đèn vàng thì mình nhấp hai cái. Đây thì anh em sẽ thấy đây là trắng, đây là vàng. Khi đã sáng và vàng và trắng thì anh em nhấn nút đề, nhấn giữ nút đề của Vario á, thì cả pha và code cả trắng và vàng đều đá, anh em thấy không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ tắt đèn đèn vàng cho anh em xem. Đó, mở đèn vàng, tắt đèn vàng, mở đèn vàng. Còn muốn tắt luôn thì mình chỉ về mình tắt thôi. Thì tạm thời á là không có xe nên là em phải mượn cái nút này để em làm ha. Rồi bây giờ để cho anh em xem, nhấn một cái sáng đèn trắng, đúng không ạ? Thì bây giờ anh em cứ cứ tượng trưng cho cái này là cái nút đề, chẳng qua là nó là mượn cái công tắc để hoạt động thôi. Thì cái nút đề anh em sẽ câu như thế nào? Anh em sẽ câu vào con gờ le ha, câu vào con gờ le. Khi chưa bấm đề nó là 12V, khi bấm đề nó là 0V, đúng không ạ? Đó thì chân 1 và chân 3, một chân á mình sẽ cho vào sao khóa 12V, một chân mình cho vào dây xanh xanh lợt, xanh nhạt á, xanh xanh nhạt, xanh giống như nút kèn rim quay á. Khi chưa nhấn nó là 12V thì con gờ le nó không hoạt động ha. Khi nhấn nút đề đó dìm xuống mát thì cái con gà le nó có nguồn và có mát thì cái mạch nó hoạt động. Rồi cái đó là mình để mình hướng dẫn cái đó sau. Rồi bây giờ mình tượng trưng cho cái này là cái nút đề nha anh em nghe. Nhưng rồi bây giờ là nút đề nè, khi mà anh em nhấn nút đề thì cái đèn nó không được đá, thì anh em giải quyết nó là như sau. Anh em lấy cái nguồn từ tớp tay ha, công tắc phanh. Khi anh em bóp phanh, con gà le có điện nó sẽ đá cái chân giữa đó, cái chân chung á đó, nó đá lên trên thì cái mạch của mình nó không có điện. Mỗi lần mình đề máy không bao giờ cái đèn nó đá được, đúng không ạ? Khi bóp con, tại vì xe ga xe vario xe đề mới, anh em không bóp con không thể nào anh em đề được. Bóp thắng á, khi anh em bóp thắng thì mạch nó không hoạt động đó, nổ máy rồi anh em thả thắng ra thì lúc đó anh em muốn bắt xin muốn mở cái gì đó anh em mở để mình tránh cái khó chịu. Nếu mà anh em không giải quyết cái việc đó thì mỗi lần người ta đề máy cái đèn người ta đá tặc 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 tặc, dễ bị ăn đòn ha. Rồi cái này tượng trưng cho cái nút đề, khi anh em nhấn một cái sáng thằng đèn trắng, khi mở một đèn anh em nhấn thì nó đá so le vừa pha vừa code,
cả hai cây ha. Còn mình muốn sáng đèn vàng luôn thì như thế nào nhá, hai cái. Anh em thấy là nó có cái đây trắng nè, trên vàng ha. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn hai cái tắt đèn vàng, hai cái sáng đèn vàng đúng không ạ? Khi mà sáng hai cái mình nhấn giữ thì nó đều đá nha anh em. Đó, nhấn một cái thì tắt đèn trắng, nhấn một cái sáng đèn trắng. Cái này thì nó hai đèn. Đó, nó hai về cốt vàng pha trắng. Cốt trắng pha vàng gì đó. Này buổi sáng ngày mai mình sẽ quay, mình câu lên xe. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn sơ cho anh em nào đam mê thì vô câu ha. Làm này đam mê, làm gì đam mê anh em ơi. Thì anh em nãy vừa là mình hôm nay mình cảm trong người, cảm không phải cảm Covid nha anh em, nên mình nghĩ thì bây giờ mình sẽ test, mình sẽ nói cho anh em là cái mạch nó sẽ hoạt động như thế nào. Rồi. Thì ở nhà có mạch nào thì mình dùng mạch đó ha, có mạch nào dùng mạch đó. Còn người ta mua là người ta chỉ làm đơn giản trên một cái bo mạch như vậy, người ta lập trình là ra 2 kinh 3 kinh, vậy là do cái người họ sản xuất cái mạch họ lập trình với do cái nhu cầu của thợ họ đặt mạch thôi, đặt số lượng thì người ta sẽ lập trình như vậy cho mình. Còn mình đó thì không có chuyên về nó lắm, nói chung mình không có mặn về ba cái mạch đèn nào nha anh em, mình không bán buôn, mình chỉ câu cho khách thôi đó, nên có cái nào mình làm cái đó. Thì bây giờ xe của người ta muốn vừa đèn chính và muốn vừa có đèn trợ sáng, mà người ta không muốn khoét gắn chế cháo thêm công tắc, thì anh em phải coi trên xe nó có cái nào dùng cái đó. Vario 215 dùng được nút bách xin SH thì dùng, mình dùng cái đó để mở. Vario 2018 hay 19 nó không gắn được thì phải dùng qua nút đời, thì anh em phải giải quyết. Chào mọi người ha, anh em phải giải quyết như thế nào để cho mỗi lần đời máy cái đèn nó không có được đá đó, cái đó mới là một cái điều quan trọng ha. Rồi thì hai mạch tại sao mình kêu nó là mạch hai kinh, thì nó có hai kinh thôi, một chạm và hai chạm đó, một chạm và hai chạm. Thì cái mạch này á, thì anh em hỏi thì mình cũng có chia sẻ cho anh em cái chỗ mua chỗ nào ha, rồi anh em về tự câu. Còn cái mạch này thì hiện tại em hết, em phải đi chia lại của thợ. Cái mạch này em hết, em phải chia lại của thợ đây. Thì dạ, cái mạch này là mạch một chạm, mạch này là mạch một chạm ha anh em ha, và mạch bên này là mạch hai chạm. Tại vì mình không có làm số lượng lớn nên mình không có được cái mạch hai kinh. Lúc trước mình có mạch hai kinh ha, mình cũng vẫn còn một cái mạch hai kinh luôn dành cho Vario luôn, nhưng mình còn một cái để mình để đó, mình làm cái mẫu để mình test thôi, mình không có gắn cho khách, mình chừa lại một cái. Thì khi anh em nhấn một chạm thì cái mạch này nó hoạt động, nó sẽ cho anh em sáng lên một cái đèn cốt, cái đèn trắng. Anh em nhấn hai chạm cái mạch này nó hoạt động, nó sẽ cho anh em sáng cái đèn vàng đó, cho anh em sáng cái đèn vàng ha. Khi anh em nhấn giữ thì nó sẽ đá hai đèn, nó sẽ đá hai đèn. Thì câu cái này anh em thấy coi nó tổng cộng là bao nhiêu con gà le ha, bao nhiêu con gà le. Đây là 1 con 2 con 3 con 4 con, cho hai đèn. Anh em phải thêm một con nữa là con thứ năm. Con thứ năm anh em thêm vô đâu? Anh em thêm vô công tắc phanh, đúng không ạ? Công tắc phanh. Vậy thì khi anh em bóp phanh bấm đời, gà le đã có mát chờ tín hiệu từ công tắc phanh đó, có nguồn gà le nó sẽ đá, có điện nó cấp vào gà le, gà le nó sẽ đá cái tách cái điểm chân chung á đó, nó sẽ tách cái chân số 3 và số 4 ra, nó sẽ nối chân 3 và chân 5 lại đó. Thì cái mạch nó sẽ không có nguồn, thì nó sẽ không có bị hiện tượng khi đề máy cái đèn nó hoạt động nó đá bạc là mình giải quyết cái việc đó. Nên là phải thêm con gà le thứ năm, đúng không ạ? Thêm gà le thứ năm. Mà anh em hỏi mình á về cái tắt mở đèn này, mấy chục anh em hỏi mình không thể nào chia sẻ cho từng người được, tại vì nó rất là rườm rà về những cái này. Mình nói thiệt luôn, không phải là hay ho cái gì, làm nhiều thì nó quen thôi, làm nhiều nó quen. Những anh em chưa câu mạch một con gà le, anh em đã câu không xong rồi, mà những cái mạch mà nó câu trên những dòng xe đề mới mà dùng trên nút đời ha này nọ rồi, anh em phải kết hợp vô người ta vừa pha này, vừa cốt này, vừa bát xin nè đó. Anh em phải thêm rất nhiều gà le, mà một con đã câu muốn khùng rồi, này câu tới 5 con. Câu tới 5 con là tôi mấy anh là coi như là lên bờ xuống ruộng, như nói là cái chắc. Đó, lên bờ xuống ruộng nó là cái chắc. Thì á tại sao phải câu 5 con? Tại sao phải câu 5 con ha? Khi một cái mạch mà gắn qua đèn L4, anh em không có gà le, anh em cho trực tiếp từ cái chanh xito dập mát hay dập lửa để đi ra cái bóng đèn á. Nếu anh em không gắn gà le cho nó, bảo đảm với anh em luôn, cái mạch đó anh em xài trong vòng một tuần lễ anh em đá là banh cái mạch liền. Nên là bắt buộc anh em phải cho gà le đó, mượn gà le làm cái tiếp điểm để cấp
nguồn hay cấp mát thì cho cái đèn trợ sáng là 4. Còn khi mà đã cấp mát cái đèn trợ sáng là 4, anh em muốn cái mạch nó bền và cái công tắc của anh em nó không có hư, nó lâu hư, thì tốt nhất cái đèn L4, cái chân dương của đèn L4 anh em cho nguồn sao khóa, anh em chỉ chờ dập mát thôi. Cái mạch nó dập mát dập lửa anh em không quan trọng, anh em mượn cái con gà le, anh em chuyển cái tín hiệu chờ mát dập mát cấp cho thằng này. Vậy khi cái công tắc đèn, cái công tắc của mình nhắn vào ha, nó nhắn nó chỉ nói mát. Những chiếc xe mà đề mà công tắc trời trời dương á, hoặc là đánh thức vario này kia đó, anh em thấy cái nút đánh thức, cái nút đề nó rất mau hư đó, nó có nguồn trong đó nên là nó khi nên nó có tải nặng ha. Còn chỉ chờ nói mát thì cái công tắc đó anh em xài tất cả đời không bao giờ hư đó. Nên là những cái đèn trợ sáng này em câu là phải thông qua gà le và lấy tín hiệu từ gà le, tín hiệu dập mát cho đèn trợ sáng đó, nó tải trên công tắc ít nè, nó tải trên cái con chanh này, cái con chanh dập này, nó không có đi trực tiếp vào trong cái đèn L4 này thì cái mạch của mình á nó rất là bền. Có nhiều anh em làm cứ đẩy thẳng luôn từ ngay chỗ hai cái đầu ga này vào trực tiếp cái đèn trợ sáng, cái mạch xài mấy ngày là banh cái mạch ha, mấy ngày là banh cái mạch thôi đó. Thì anh em cứ làm theo giống như như mình đó, cứ đi ga ngoài đèn trợ sáng thì không qua gà le, lấy tín hiệu từ gà le, tín hiệu dập mát cấp cho đèn trợ sáng đó, thì cái mạch nó vừa bền nè, cái công tắc để hoạt động cái mạch nó cũng đỡ, nó đỡ tải nè, thì nó sẽ đỡ có hư ha, nó đỡ có hư. Rồi cái này đó là nếu như cái vario 215 217 thì anh em dùng cái nút này anh em câu được, anh em dùng cái nút này anh em câu được ha. Sáng cả hai đèn nha anh em. Đây, anh em thấy nè. Cái này á là hiện tại là đang cái kiểu của vario 215. Nếu anh em câu qua 218 thì không đưa vào đây. Đó, lấy hai cái dây hoạt động của nó đưa qua bên cái một dây vào công tắc phanh. À, công tắc phanh khi bóp bóp thắng có nguồn 12V từ tín hiệu từ công tắc phanh nối vào cho con gà le. Rồi con gà le là một chân cấp mát sẵn. Đó, chân cấp mát sẵn khi bóp phanh bấm đề. Đó, cái mạch cái con gà le nó đã tách cái nguồn để nuôi cái đèn ra, nuôi cái mạch này ra, thì khi bóp đề cái đèn nó không hoạt động, nó sẽ không có bị đá liên liên tục đó, nó sẽ đỡ khó chịu. Cái đó là mình dùng con gà le để mình tách cái nguồn điện cấp cho mạch. Khi đề nổ máy rồi, khi đó mọi người muốn bắt xin, muốn mở đèn trắng đèn vàng cái gì đó là do mình, đó là do mình thôi đó. Thì tùy mình câu qua nút đề mình câu kiểu khác, mình câu qua nút bắt xin SH thì mình câu kiểu khác đó. Thì cái mạch này của dân chơi đưa cho mình 5 xị nha anh em. Thì hiện tại á là cái xe này nãy là mình cái nồi trước là Vario 218 đang đi nồi SH bi nồi BCX. Thì nãy mình không có quay đó, mình không có quay tại xe của anh em thợ đó. Rồi mình mở tua dưới mình làm mạch, thì hiện tại anh em đang tạm thời là đưa mình trước 500, nói làm xong đi anh em tính luôn bồi dưỡng gì đó đó, thì anh em có đưa cho mình. Đó, thì mình nhận mình làm cái kèo này thôi đó, nhận làm cái kèo này. Một chạm là sáng đèn trắng ha, hai chạm sáng trắng và vàng ha. Anh em mở một đèn anh em vẫn đá ra hai đèn nha anh em. Rồi bây giờ là mình tắt đèn hết nè, mình bấm nút đề ha, tượng trưng cho nút đề của Vario 218. Khi mình tắt đèn hết, mình bấm nút đề thì nó đá cả hai đèn. Đó, đá hai đèn. Rồi mình muốn sáng đèn vàng, mình không muốn sáng đèn trắng thì như thế nào? À, cái này khi mà mình nhắn mình mở đèn vàng là nó sáng chung đèn trắng anh em ơi. Đó, một chạm là sáng thằng trắng nè, hai chạm sáng vàng nè. Khi sáng rồi vẫn đá bắt xin bình thường, tắt thằng vàng thì nhắn hai chạm, mở thằng vàng nhắn hai chạm đúng không ạ. Rồi thằng trắng thì nhắn một chạm, khi tắt rồi nhắn vẫn đá bình thường đó. Cái mạch hai chạm nó đá nhanh hơn nha anh em, cái mạch hai chạm nó đá nhanh hơn. Thì hồi sáng này mình có chia sẻ cho mấy anh em về chỗ bán mạch ha, mình không có bán mạch nha anh em, nên anh em đừng bao giờ họ là nhắn cho mình kêu là mình bán mạch cho anh em nha. Anh em tự mua về anh em tự làm, cái này bỏ chất xám ra lấy tiền thôi, cái bộ mạch không có nhiêu tiền, bộ mạch thì không có bao nhiêu tiền ha. Nói với anh em ngay cả bản thân em đây nè, đây là mạch nè,
Em câu không biết bao nhiêu mạch mà em câu vẫn bị chập mạch nè anh em. Em vẫn câu bị chập mạch chết hết một mạch nè. Anh em thấy không? Ngay cả bản thân của em luôn, chỉ cần mà mệt một tí xíu thôi anh em làm sơ ý một phát một là sẽ hư mạch. Nên cái môn bộ môn này á, đam mê mới làm thôi, không đam mê không bao giờ làm. Mà tại sao thường anh em thấy tại sao em không đi mua mạch ở ngoài thị trường mà ở nhà em cứ làm, mạch thị trường nó làm không có đúng cái ý của mình. Mạch thị trường nó làm có thể là nó chỉ áp dụng cho cái xe, ví dụ như giờ anh em muốn AB, anh em muốn AB thì anh em về anh em gắn qua winner quánh ngăn cái này nọ không được, nên em không bao giờ mua mạch thị trường, em chỉ mua mạch trần thôi. Rồi về em chỉnh lại, vậy em chỉnh lại thì em lúc đó em muốn gắn xe nào đó em gắn, em muốn gắn trên nút đề, muốn gắn trên nút bách xin thắt, hay là gắn cho cái gì đó cũng được, không bao giờ em khoét. Em rất ghét nhất là gắn khoét cái công tắc nha. Khoét công tắc thứ nhất nó vừa tốn thời gian, nó mất thẩm mỹ đó, tốn thời gian mất thẩm mỹ chiếc xe, nên là không bao giờ em câu cái công tắc càng hay là công tắc gì ở ngoài. Còn mà mạch chạm thì do mạch cảm ứng chạm thì tùy anh em thôi, mỗi người có một cái sản phẩm riêng, anh em muốn gắn nào đó gắn. Còn riêng em thì không bao giờ em gắn những cái mạch công tắc chạm mà hoặc là khoét công tắc. Trên xe có cái nào thì em dùng cái đó đó, trên xe có cái nào dùng cái đó ha. Thì cái này á, nó tại vì sao mà nó quá nhiều gà le anh em, tại mạch này là mình mạch độ mình chế lên, chứ còn cái mạch mà anh em thử, anh em giờ liên hệ với bên in mạch, anh em in một lần 500 mạch họ sẽ in cho anh em trên cái mạch này là có cái tên là Nguyễn Văn A, số điện thoại ha, mạch hai kinh Nguyễn Văn A, số điện thoại ba kinh hai kinh là do anh em thôi. Anh em đặt vài trăm mạch thì người ta sẽ in lên trên đó, người ta sản xuất số lượng và người ta trên cái bo đó người ta sẽ thiết kế từng chỗ đặt con gà le đó, thì người ta sẽ sắp xếp vào bốn con gà le nó nằm ngay ngắn trên cái vị trí trên bo mạch thì nó rất là đẹp đó, nó rất là đẹp. Nhưng mà cái đó anh em phải đặt số lượng ha, đặt số lượng, và cái giá của cái mạch hai kinh ba kinh nó rất là mắc tiền. Còn những cái mạch như vậy vài chục ngàn thôi mà tại sao mà mỗi lần gắn mà nó tùy theo giá từ 300, 400 tới 450 đến 500, là cái công sức của người ta bỏ ra để người ta câu cho khách hàng rất là tốn thời gian, và nó còn bị cái phát sinh là bị chập chám cháy. Chập cháy là cháy cái mạch của thợ thôi. Nếu mà đã có kiến thức về điện FI ha, điện xe đời mới, không bao giờ câu mà để cho cháy pha đèn người ta hay cháy trên xe hoặc đứt một cái cầu chì. Anh em làm á là anh em phải cẩn thận đó, anh em cắp nguồn như thế nào, anh em câu thêm diode hả, chờ xíu đó, thì anh em phải câu qua diode nè, diode bảo vệ nè, còn hộp cầu chì nè đó. Rồi anh em những cái mạch đó nào đó mà nó không có cái bảo vệ trong đó để chống ngược dòng á, thì bắt buộc anh em phải thêm con 4007 vào. Để làm gì, khi nếu mà anh em muốn bán cho người ta đó, anh em muốn bán cho người ta đấu lộn cực ắc quy, nó không có cháy cái mạch này. Còn nếu anh em không làm cái việc đó, có nhiều anh em bán mạch nha, chơi quái đản lắm, đấu mà lộn cực bình một phát một thôi là cái mạch này nó lên đường, đấu với một phát một thôi là cái mạch này nó đi rồi. Là cái đó là do anh em không lắp thêm những cái bảo vệ trong đó để cho thợ nó về nó coi, lỡ nó lâu nó buồn ngủ nó gắn lộn cực rồi sao đó. Rồi thứ nhất nữa, mạch đó thì anh em chơi mà cái để tiếp điểm để cho mạch hoạt động, có nhiều có anh em thì câu là mát đẩy ra 12V, có anh á thì 5V đẩy ra mát, thì đó cái mạch này là cái mạch này là hiện tại là mát mát chạm ra 12V nè, lấy mát dìm ra 12V thì mạch hoạt động. Cái mạch này á thì 5V dạp ra mát, anh thấy mấy anh em thấy nó quái đản không? Thằng này nha, thằng này là mát đẩy ra 12V cái mạch hoạt động, thằng này á là 5V đẩy ra mát hoạt động, anh em thấy không? Cái 5V cái 12V, không lẽ giờ anh em phải dùng chiếc áp biến trở anh em chỉnh tới chỉnh lui, nên là chỉ mượn gà le thôi. Bởi vậy như vậy những cái mạch trần gì nó tốn tới bốn con gà le, ba con gà le đó, thì nói thẳng luôn cái mạch này làm hơi cực. Cái mạch này có thể ngày mai là mình sẽ lấy cái mạch này mình vừa công luôn, có thể 450, 400, 450 tùy thôi. Mạch nào làm đồ không cực đó thì tính giá khác, còn mạch mà cực tính giá khác. Cái này chưa hết thấy lỗ một cái mạch này đây. Thì sáng mình có liên hệ với em gái mình đặt thêm, tại mình còn khoảng 5 mạch, lúc trước mình đặt 50 mạch mà mình xài còn có vài mạch thôi. Sáng mình đặt thêm 50 con gà le và 10 mạch đó, đặt 50 gà le và 10 mạch dưới hộp này kia rồi đó, thì mình để mình sơ cua để mình làm mình gắn cho khách ha, anh em ha, gắn cho khách thôi.
Đó thì anh em cứ mua, tự mua, anh em nào nhắn thì mình sẽ cho cái địa chỉ để mua cái mạch trần và anh em tự chơi ha. Rồi rảnh thì anh em hỏi thì mình có thể mình vẽ một vài sơ đồ rồi mình tặng cho anh em thôi, chứ mình không có, anh em hỏi nhiều quá, anh em hỏi nhiều quá mình không có thời gian để mình hỗ trợ cho từng người. À, vậy ha anh em ha. Đó thì nó cũng không có gì đâu, đam mê thì làm được thôi. Thì hôm qua giờ trong tuần này em gắn được 6 mạch anh em, trong tuần này em gắn được 6 mạch. Vậy anh em ha, đang xô hàng ở đây à. Em làm thì em không có sợ giá cả nha anh em, tánh em lạ lắm, tánh em cứng lắm. Ví dụ anh em cũng gắn cái đó, anh em lấy 200, có thể em lấy 100, mà có thể em lấy 300 mắc hơn anh em 100 luôn. Em không có sợ khách nói cái là mắc hơn hay rẻ hơn nha anh em. Đó, em làm thì nhất là kỹ, bảo hành tuyệt đối. Còn vô mà phàn nàn giá cả thì em chơi thà đừng có nói em thấy khổ em tính giá khác. Đó, đại gia em tính giá khác, công nhân tính giá khác, chứ em không có tính một giá đâu nha. Tại vì vậy anh em nói sao mà kia thấy nó gắn cái mảnh lấy có 300 mà sao anh bữa lấy 400, 450, mà thường mình gắn mình lấy rẻ 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 khách bo bo thêm không à anh em. Bữa, cái ngày hôm kia mình câu chiếc mô tô của Honda, mình không biết là cái hiệu gì, mình cũng không có quay cho anh em đó. Mình câu tắt đầu tiên mình lấy 350, khách đưa mình 450 nha anh em. Đó mình câu mình tắt cho người ta tùy thôi, tùy trường hợp, tùy tâm trạng. Này chưa có hàng, đang test thôi, tại vì nó hư hết, nó cháy hết một mạch nên là nên để nó lùm tùm như vậy. Này bảo đảm luôn, sau cái livestream này tầm nửa tiếng nữa giang hồ nhắn tin cho anh cho hàng lỏng não luôn nha anh em. Anh em thấy không, nó quằn. Còn cái đèn này không biết đèn gì, X100 V2 chấm. Giang hồ nói cặp này không biết 800 hay là 800 hay là triệu hay triệu hai cũng chả biết nữa. Thôi vậy anh em ha, kết thúc cái livestream này, tắm rửa nghỉ ngơi anh em ơi. Này trong người hơi đuối ha, mua thuốc đây nè. Mua thuốc. Trong người hơi bị mệt đó. Mệt mà giang hồ còn hành nữa đây. Cảm ha. Cảm là do hôm qua sửa cái máy lạnh cởi trần anh em, rồi ra tắm tắm xong cảm luôn chứ không phải cảm Covid ha. Rồi thôi kết thúc video anh em ơi, chào anh em ha. Thường mình livestream mình đa số mình nhìn vô những cái này rồi mình nói chuyện nên mình không có nhìn trên cái màn hình điện thoại, mình không có chào hỏi anh em. Khi mà xong rồi đó mình sẽ vào đó, anh em nhắn tin gì đó thì mình tương tác lại anh em ha, thông cảm cho mình ha. Rồi thôi chào mọi người, vậy ha mọi người ha, chào tất cả anh em.